Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, trong cái thời điểm hiện tại, anh em và tôi, chúng ta đều đã biết cái bộ Warrior nó bán cái cỡ như nào anh em nhỉ? Đấy, rất là mạnh luôn. Có thể nói là chưa bao giờ có cái thể loại nào mà nó lại vừa công mạnh mà nó thủ nó cũng mạnh luôn. Đấy, vừa trâu chó, lại vừa có sức sát thương. Buff rất là kinh khủng. Ở trong cái meta này đến từ nhà phát hành cho cái bộ Warrior thực sự là hơi quá tay. Đấy, thế đấy. Mấy cái clip hôm trước thì cũng ra cái clip để cho anh em sâu cái sức mạnh của bộ Warrior rồi. Đấy, và ngay tại cái clip ngày hôm qua thì tôi cũng đã ra cái clip counter cái bộ Warrior. Một cái clip mà phải nói thật sự là ra một cách rất là kịp thời, rất là hợp với cả xu hướng. Đấy, khi mà có một cái bộ Warrior rất nhiều anh em kêu, anh em bảo tôi làm counter đi thì tôi làm luôn. Thế mà rồi cuối cùng thế nào mà hôm qua clip counter đấy mà lại các anh em lại không ai đồng ý. Đấy, các anh em phản đối nhiều quá. Các anh em lại cứ bảo tôi lừa. Rồi cái captain của tôi là nó mang tính chất là câu view. Câu view đâu mà câu view. Rõ ràng là cái video clip đấy tôi đã đưa ra một cái thông điệp nó rất là rõ ràng về cái việc là gì, là chúng ta counter cái bộ Warrior bằng cái cách là chúng ta chuyển bài sang cái bộ Warrior, chúng ta counter đối thủ. Rõ ràng là như thế. Thì ok, thì hôm qua có vẻ như là các anh em không đồng tình. Đấy, có khá nhiều anh em không đồng tình với cách counter đấy. Thế nên là hôm nay tôi sẽ chơi lại nha anh em nhé. Tôi sẽ tìm ra cái bộ khác vậy, để cho có nhiều cái ý kiến nó đồng thuận hơn. Ok nhá. Thì hôm nay thì nghe nói là cái bộ Mace vẫn là cái bộ counter vào bộ Warrior. Đấy, từ trước đến nay thì cái bộ Mace nó vẫn là cái bộ counter và bộ Warrior mà. Thế là hôm nay chơi thử nhá, để xem là liệu rằng chúng ta có thể counter cái bộ Warrior bằng bộ Mace không. Đấy, thì hôm nay nhân là có trong cái bộ truyền thuyết nó cũng có khá là nhiều cái con nó hợp phù hợp với cái bộ Mace để mà counter vào cái bộ Warrior. Mặc dù không có rồng Lamdo và chúng ta cũng sẽ không có cái con gì nhỉ? Con rớt, đúng rồi. Không có Squire, cũng không có Lick. Nhưng mà bù lại thì chúng ta có con Light Spirit và con Dash Spirit. Đấy, đấy là hai con mà có cái cơ sở để đánh Mace. Chúng ta có thể counter được vào cái bộ Warrior. Thì hôm nay thử xem nha anh em nhé, test thử xem thế nào. Đấy, còn tôi chắc chắn là tôi chơi Mace. Đấy, và trận đấu này thì tôi tin là sẽ có người chơi Warrior. Meta này thì anh em yên tâm, thế nào sẽ có những cái người chơi Warrior để chúng ta test. Anh em ạ, vào trong game thì tranh nhau Warrior mà, kiểu gì có người chơi, nên là cứ yên tâm. Đấy. Trận này tôi nói thật với anh em, nếu mà nhá, tôi lại có một cái ý định mà tôi coi như là tôi lại gửi gắm một cái thông điệp khác đến anh em. Giống như hôm qua thì tôi đã có sẵn con Doom ở đây rồi đấy. Thế nên là tôi có thể chuyển sang Warrior bất cứ lúc nào. Đấy. Liệu rằng là tôi có lại đá sang Warrior không, nhưng mà ở đây tôi cũng đã mua hai con Warrior ở đây rồi. Con Stone Spirit. Đấy anh em thấy không? Đấy, nó lại ra Warrior này. Nếu mà bây giờ tôi lại nhanh trí, tôi lại quay xe thì nó vẫn cứ là kịp thời luôn. Đùa anh em thôi chứ nói chung là chúng ta không tắm hai lần trên một dòng sông. Đấy, hôm qua chơi rồi, hôm nay không chơi nữa nha anh em nhá. Chứ còn nếu mà chơi như thế nó lặp lại thì nó đâu còn gì là vui nữa, đúng không anh em? Tất cả anh em cũng biết bài hết rồi, anh em bắt bài hết rồi. Anh em bắt bài là tôi sẽ là đánh một lúc xong tôi lại chuyển sang Warrior, kiểu thế. Nếu mà cái trận đấu này mà hôm qua chưa có cái game hôm qua thì chắc chắn nó sẽ là như thế đấy anh em ạ. Ra con co là con Doom. Đấy, con Doom 4 đô, con mạnh nhất ở trong bộ Warrior. Nếu mà không tính chúa quỷ thì cái con này nếu mà chơi Warrior thì cái con Doom là con mạnh nhất rồi. Thậm chí nhá là còn nếu mà đánh giá với cả Lancer, có nhiều cái trường hợp con Doom nó còn mạnh hơn con Lancer. Có nhiều trường hợp là nó sẽ là như thế đấy. Doom dồn đồ cho Doom mạnh hơn Lancer. Còn tất nhiên là có những cái con như kiểu con Aquaman. Đấy, clip hôm trước có anh em hỏi là con Aquaman với con Doom thì con Aquaman lên được 3 sao và con Doom 2 sao thì con nào mạnh hơn. Thì tôi xin trả lời là nó cũng tùy trường hợp nha anh em nhá. Nhưng mà đa phần là tôi sẽ để cái con Aquaman 3 sao. Đấy, đam nó rất to. Nó đánh nhanh nữa anh em ạ, nó đánh nhanh hơn con Doom. Và nó có cái trừ giáp. Đấy, cái trừ giáp của nó thì nó sẽ kết liễu đối thủ nhanh hơn con Doom. Con Doom thì chủ yếu là một cái dạng khống chế, đánh kiểu đánh với mết ấy. Thì đôi khi là chúng ta chỉ cần một cái con Doom để nó có cái chức năng là nó khóa mõm của đối thủ thôi. Chứ còn về đấm tay ấy, thì cái con Aquaman nó lực hơn đấy. Nó trừ giáp, nó trừ tới 45 giáp. Thì nó cũng không khác gì là x3, x4 lần cái sức mạnh tấn công cả. Đấy. À, chuyện này có... thằng này to đấy. Thằng này nó đánh giống tôi đấy nhỉ anh em nhỉ. Ui chết mẹ ơi. Thằng này đánh giống tôi lắm anh em ơi. Ui đánh giống anh em ạ, đánh giống trùng bài. Tôi cứ tưởng của mình tôi chơi bộ này chứ. Sao lại có người chơi cùng mà nó mạnh thế? Ra được nhiều 2 sao đấy rồi. Ra được nhiều 2 sao, ra cả người nước 2 sao là rất là khỏe đấy nhá. Tôi thì full 1 sao. Cái con 2 sao thì nó lại hơi phế. Cái con 2 sao này thì nó lại không có chức năng gây đam. À, to đấy. Ui ôi, pick giống hệt tôi luôn này anh em này. Là pick cái con Water Spirit và cái con Fire Spirit này. Phượng Hoàng Lửa, cái thứ là pick giống nhau rồi. Thôi xong rồi. Lại trùng bộ rồi. Ý tưởng lớn gặp nhau. Ý tưởng lớn gặp nhau đấy. Thế là biết là đánh giống nhau rồi anh em ạ. Đánh giống nhau đấy. Ok, để xem nào. Mình không xanh bằng nó thì liệu rằng mình có chơi được không? Tương lai thì anh em cũng biết rồi. Nó có con Dark Spirit đúng không? Và con Light Spirit thì nó sẽ hướng đến cái bộ 6 Spirit thôi. Đó là tương lai. Tương lai nó sẽ là bộ 6 Spirit. Nhưng mà để làm sao lên được 6 Spirit thì nó là cả vấn đề đấy. Nó phải ra được 2 con Lamdo. 2 con Lamdo trong cái bộ Spirit. Hoặc là ra 1 con nó cũng được. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ phải kích hoạt bằng Wizard. Tầm này yếu quá anh em ạ. Full 1 sao. Chán đời. Chán đời thật đấy. Mà ở đây nhá, tôi có nhiều cặp ấy chứ, đúng không? Anh em thấy là hiện tại là tôi đã có 3 cặp ở đây. Vẫn chưa có cặp nào lên được 2 sao. Lại còn có thằng nó sang soi kìa. Ơ, phải đá ấy. Soi gì đây? Đấm à? Soi để đấm à? Căng thẳng ấy nha. Vớ vẩn toang lao quái không? Trông bài full 1 sao này hơi sợ ạ. Vớ vẩn toang lao quái không nhờ? Ê, mày quá. Stun của nó phát. Đó. Kinh, 2 thằng kia có chuỗi to không kìa. Bài yếu quá, vẫn chưa lên được 2 sao. Búa xét à? Tôi nghĩ là lấy cái búa xét. Cái búa xét này tương lai có thể cho con Flame hoặc có thể cho con rồng. Nếu mà chuyển sang chơi rồng rồi ra con Clyde mà ra sớm thì có thể chơi. Bây giờ đang yếu nên là cũng chưa muốn lên 7 anh em ạ. Yếu á. Thôi giết được thằng nào hay từng đấy thôi. Tầm này giết thằng nào hay từng đấy thôi. Ui, thậm chí còn không ngờ ấy được kìa. Quả đấy mà tung một trưởng là có khi là ăn rồi đấy. Chán thật. Ui kìa. Có kịp lướt phát nữa không? Lướt. Ok. Ui, nó có tí màu á. Ây rồi ôi, lên được 2 con này 2 sao. Thế lên 7 vậy. Không có tác dụng nhiều lắm nhỉ. Giá như mà nó là một con Flame 2 sao hay là con người nước 2 sao. Nhưng không. Mà tôi vẫn sẽ up cấp để tôi giữ máu anh em ạ. Khó khăn nhỉ. Chơi mết đã yếu rồi lại còn đánh cái kiểu này. Hết tiền rồi. Rất sạch tiền luôn. Và không biết là có thắng hay không. Ôi, phải đái. Thằng này thì chịu rồi. Ok bạn ơi. Từ từ nhá. Ơ từ từ bạn ơi. Từ từ nào. Trời ơi. Không quả áp cấp đúng là nói chung là chân mệnh thiên tử đấy, chân mệnh thiên tử đấy, quả áp cấp bài trông khéo này mà vẫn cắt được chuỗi á, thể khó hiểu là sự. Ơ ra Dragon Clay này. Nhưng mà thọt tiền quá rồi. Ngoài ra Dragon Clay nhưng mà tôi chưa biết là nhét vào kiểu gì. Bây giờ có 6 mét rồi anh em ạ. Ra thì phải lên 8 mới nhét vào. Vấn đề là nó chưa có rồng, nó chưa có con rồng. Thôi anh em ạ, tôi quyết định rồi. Trời này không tham sách ở đâu. Nó đã ra này con human ở đâu. Chưa ra anh em ạ, ra con rồng bây giờ kẹp vào yếu lắm, không ăn thua. Để lại kẹp 6 mét vào 6 mét cho có đam đã. Đấy, ít ra thì kẹp vào như này là còn có đam này. Rồi. 6 mét. Sao Reaper có mua được không nhỉ? Sao Reaper thì lên 8 nhét vào thì cũng ngon. Nhưng mà chắc là cũng sẽ phải rất lâu nữa mới lên 8 đấy. Hết tiền rồi. Bây giờ mua con Sao Reaper là lại ôm lại mất tiền. Nhưng mà tôi nghĩ là cái con này cần đấy. Con này cần đấy anh em ạ. Trận này kiểu có thể đá về Warlock lên game. Có Dash Spirit mà. Có Dark Spirit. Có cả Battleman luôn. Ui thằng này to đấy. Chắc thua. Ui trận này round này đẩy nhiều luôn đấy. Không những thua mà còn bị đẩy nhiều luôn. Được chưa? Được không? Được không? Được không? Không bạn ơi. Không. Hay quá. Cứ tưởng thua mà lại thắng. Thunder. Cái cơ hội cho con Thunder lên 2 sao này. Cố lên. Lên 2 sao đi. Lên 2 sao sớm đi. Chính ra trận này nhiều thằng chơi mết nhỉ. Thằng này ra con Thunder 2 rồi ạ. Vãi đái. Ui người nước ạ. Sắp lên 3. Vừa lên 2 sao Thunder 2 sao. Bài to vãi đái. Người nước sắp lên 3 sao rồi. Thiếu 4 con thôi. Tôi còn đang chật vật còn chưa lên được 2 sao đây. Chưa có co luôn ấy. Toàn mấy cái con hồi mala thì lên 2 sao. Mấy con hồi mala thì lên 2 sao sớm. Toàn mấy cái con diễn viên phụ support thì lên 2 sao. Còn những cái con tướng chính thì chưa thấy cái con nào lên 2 sao. Toàn phải sử dụng 1 sao để chơi như này. Thế mà rồi cuối cùng vẫn giữ được máu. Lượng máu bây giờ tôi vẫn là cao nhất bản đồ luôn. Ok phết nhỉ. Nhưng mà đấy là trước round 21 thôi anh em ạ. Sau round 21 thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Chúng ta đang chơi một cái bộ mà nó đang bị cái bộ mà lẽ ra là bị counter lại. Đấy chính là bộ Warrior. Sau round 21 thì mới biết được là thế nào nó là counter nhau. À úi rồi. Được quá nhờ. Được rồi. Có tí cơ hội anh em ạ. Được đấy. Dồn hết đồ cho nó đó. Thunder lên được 2 sao này. Lên 8. Có thêm 2 gót nữa. Thực ra lên 2 gót thì cũng được. Lên 8 đấy. Thunder này nó phải tung được 2 lần trưởng thì nó mới có tác dụng. 2 lần tung trưởng của 2 gót. Còn nếu mà chỉ tung được 1 lần thì nó cũng chả có tác dụng gì. Ok. 2 lần tung trưởng. Cứ như thế này nếu mà chúng ta lên được 9 ý, thì nó sẽ là kết hợp với cả 4 gót nha anh em nhá. Tôi nghĩ sẽ là như thế thôi. Lên 9 kẹp thêm con gót nữa rồi. Battleman này. Cái này lên 9 nó kẹp con này vào cũng được. Được á. Battleman tí nữa kẹp Dash Spirit rồi, chúng ta có 2 Warlock rồi. Thế thì không cần Zipper. Từ từ đã. Ô mấy cái con kiểu Zipper đấy mà không cho được vào thì nó thọt tiền lắm anh em ạ. Thậm chí là nếu mà chúng ta không lên được 2 sao, chúng ta phải ôm 2 con là mất 8 tiền rồi. Để dành tiền đấy để tích tiền cả đã. Tích tiền up được level 8 là may rồi. Kẹp được 2 gót và là giữ máu đã. Đây rồi, gặp Warrior này. Cũng rất may là Warrior này chưa lên được 9. Vì đây mới là round 17 thôi. Sau round 21 cơ. Round 21 rồi mới biết là thế nào là sức mạnh của bộ này. Bộ này ở level 8 ấy, hay là dưới level 9 ấy, thì nó vẫn như cũ thôi anh em ạ. Tức là nó sẽ không mạnh thêm. Đấy, chỉ có 9 Warrior ấy, thì nó mới mạnh thêm thôi. Rồi, có chuỗi rồi anh em ạ. Được đấy. Hiện tại tôi cũng đang có chuỗi ở đây. Trên này khả năng vẫn sẽ có một slot cho Storm Shaman đấy. Trên này tôi thấy là có Mace, là tôi sẽ để sẵn cái con này. Tí nữa chiến với mấy cái con ở nhà Mace. Storm Shaman này nó có một cái hay đấy là cái trưởng của nó tung rất là nhanh. Nó trong cái bộ Shaman nên là nó được giảm cái phần trăm của cái tung trưởng. À, tấn công thật rồi à? Tấn công thật á? Sao biết? Sao lại biết là tấn công thật nhỉ? Pha ke thôi mà, hàng pha ke thôi. Gặp thằng này có khi vớ vẩn vẫn ăn được nhá. Xoay qua được 2 lần. Ok. Đấy, có chuỗi đây này. Hy vọng là giữ cái chuỗi được sau round 21. Tiền lên một chút, tiền đang thọt quá anh em ạ. Tiền đang bị thọt quá. Mấy cái thằng phía dưới ấy, nó đang có khá nhiều tiền, nó tích 50 tiền mà. Nó chưa sử dụng gì cả, toàn 50 tiền thôi. Khá nhiều người ôm 50 tiền. Hai cái ông đang có chuỗi thì lại đang khá là thọt tiền. Hai ông đang có chuỗi thì rất là thọt tiền. Còn có một thằng nó đang có chuỗi là cộng 10 nhá, chuỗi thua. Chuỗi thua cộng 10 và đang eco chơi... chơi trộm chó anh em ạ. Vậy là ấy. Căng thẳng nhỉ. Vẫn đang có chuỗi luôn. 11 trận thua liên tiếp rồi. Đấy, cắn máu lên, phát lên 40 máu luôn. Máu còn rất nhiều. Trên này trộm chó là phải xác định là rèn cái bùa nha anh em nhá. Mết này mà gặp trộm chó mà để cướp co một cái là chết ngay. Và bắt được con co thì xác định luôn. Con Thunder là chắc chắn là bị bắt nha anh em nhá. Cái con co của đối thủ là con Datlet ấy, nó sẽ bắt được con Thunder này. Là cái con ba đô duy nhất ở trong cái bộ này. Không có con là 3 đô cả anh em ạ. Mỗi con Thunder là 3 đô thôi, ở trong bộ Mết thôi. Đấy, nên là nó sẽ bắt ngay cái con này. Nếu mà là co là già ấy, thì có thể là 50% bắt trúng con già. Có thể là sẽ bắt được con Phượng Hoàng. Nhưng mà trong cái bài Mết này thường tôi sẽ kẹp cả Doom, tôi sẽ kẹp cả Storm Shaman. Thế nên là nếu chúng ta chơi co 4 đô thì cũng chưa chắc đã cần bùa. Nó có thể nó sẽ bắt được vào những cái con khác, con già. Ủa mày thế. Rao quái tự ra cái bùa. Thế không phải rèn nữa. Rồi, lấy cái gương nhá. Thực ra tôi cũng đang có ý định lấy cái quả cầu vực thảm đấy. Đang hơi phân vân nhưng mà thôi chọn cái gương tung trưởng sớm cũng được. Thực ra là nếu mà chơi nhà Mết mà đấu với cả cái nhà Mết ấy. Bây giờ cái nhà Mết nó đang có chuỗi ấy. Tôi lấy cái gương thì nó cũng ngon. Cầu vực thẳm thì nó sẽ giúp chúng ta tăng kháng phép để đấu với nhà Mết. Nhưng mà cái gương ấy nó sẽ giúp chúng ta tung trưởng trước. Đấy, trừ khi là đối thủ chơi 5 rồng thôi. Còn nếu mà chúng ta chơi cái bộ mết mà chúng ta có gương ở trên người của con dơ so thì nó tung trưởng nó gần như ở năm rồng. Nó chỉ chậm hơn một chút thôi, nó chậm hơn một chút xíu thôi, không đáng kể, nó chậm hơn chưa đến một giây nha anh em nhá. Cái tốc độ ra đòn nó cũng gần như là vào phát là tung trưởng luôn. Thế nên là lấy cái gương này cũng ngon, đỡ phải chuyển sang năm rồng. Đây anh em có thể xem này, gần như là vào phát là tung trưởng luôn. Úi dồi ôi mẹ ơi, anh em vừa nhìn thấy gì không? Vãi đà á, thề. Anh em vừa nhìn thấy cái gì không? Đấy, cái thằng 9 Warrior đủ bộ nó cắt chuỗi tôi rồi này. Cái con Thunder tôi vừa xoay quạt cái mẹ ngửa luôn. Thề. Anh em tua lại quả vừa rồi xem nhá. Đấy anh em thấy không? Sức mạnh đội hình điêu thật sự luôn. Thề điêu thế nhờ. Cái bộ này khó chịu thật đấy. Cái con Thunder tôi full đồ, xoay quạt cái bay màu, bốc hơi luôn, không nhìn thấy mặt tiền đâu. Dã man thật sự. Mẹ ơi, nó bắp cái kiểu như này thì quá vô lý anh em ạ. Điều quá hay mất rồi. Thế là trận này là chật vật rồi đấy. Chật vật thì cái bộ Warrior rồi. Xe quạt xong là bốc hơi. Khó hiểu. Đấy là mấy cái thằng Clyde không tính tiền. Đã Clyde rồi còn kẹp mết nữa thì xác định luôn. Cái thằng Warrior bây giờ nó lại tự tin, nó cắt chuối tôi phát là bây giờ nó tự tin nó up 10 luôn. Đủ tiền thôi mà. Nhìn đi, vừa mới round 21 lên được 9 xong rồi, level 9 50 tiền rồi. Sau đó là 50 tiền rồi là 23 lên được 10 rồi anh em ạ. Ôi vãi đái. Mà Warrior toàn 1 sao mà anh em nhìn kìa, nó đấm nó như con luôn. Warrior toàn 1 sao, Warrior toàn 1 sao mà xòe quạt không chết. Khó hiểu quá đi mà thôi. Trời ơi, tôi mới là cái người chết ạ. Level 10 ở round 26, kẹp cá vào thì đỡ không sao ở đây. Khó chịu thật. Rồi cái thằng mết kia nó có chuỗi sâu thế nhỉ. Lại gặp lại. Ơ kìa, anh em nhìn này, vai đài gặp 2 lần ạ. hai lần liên tiếp gặp ạ. Anh em nhìn cái quả xòe quạt của tôi, mấy cái con Doom kìa. Đây là rõ ràng là 6 mét đấy nhá, có cả cái giảm kháng phép. Toàn 1 sao ạ, con Doom 1 sao mà xòe quạt không chết ạ. Thề, điêu quá đi mà tôi. 6 mét này nhá, nó giảm kháng phép, nó không khác gì 9 mét. Nó chỉ không có cái hiệu ứng đóng đá thôi. Mà tôi bây giờ tôi đang là 4 gót mà tôi không thể tung được cái lần trưởng thứ hai. Tôi không hề tung được cái lần trưởng thứ hai anh em ạ. Bởi vì tôi xòe quạt một cái là tôi bốc hơi mất rồi. Mà 6m ở đây là đã giảm đi tới 90% kháng phép rồi nhá. Lại còn thêm cái giảm kháng phép 25% nữa. Mà rồi cuối cùng vẫn không xòe chết được. Thế thì đéo nào. Đây rồi, gặp thằng mết này. Này to, nhưng mà cắt chuỗi của nó không? Xòe quạt 2 lần. Ủa bạn ơi, khó thế. Không anh em ạ, khó quá. Xòe quạt 2 lần mà cũng không ăn thua. Nó có cầu vực thẳm. Ui, thì thằng này lên được 11, 12 đấy. Dã man. Vẫn có cái chuỗi 10 ạ. Chưa có thằng nào cắt được luôn. Khó chịu quá. Tôi thậm chí nhá, cái con già con chưa ra, chưa có human luôn. Chuyện này sống mà lên được 10 đã là may mắn lắm rồi ấy. Đầu game may giữ máu tốt. Tầm này bây giờ gặp chắc thua hết, chả ăn được nhà nào luôn. Bây giờ đang kiểu 6 mét kẹp đá như này ấy nhá. Có khi là gặp cái bọn Greater khi còn bị đấm ấy. Greater chưa sang phát nào đâu, mà sang thì chắc có đấm không trượt phát nào. Cố lên nào, xem có ăn thua gì không. Chơi mết này là bây giờ là ngoài cái phong đội hình ra, có khi chúng ta phải liên quan đến cái việc là đảo qua đảo lại liên tục thì mới chơi được anh em ạ. Chơi mết bây giờ không đơn giản là chúng ta giữ một cái đội hình này nữa rồi. Để mà chơi được với các cái lineup khác nhau ở trong đội hình mà trận đấu này ấy, thì có khi là chúng ta phải đảo qua đảo lại đấy. Chứ còn cái mết này thì chắc là giữ. Ví dụ như là gặp Greater chúng ta phải đổi kiểu khác, mà gặp cái bọn Warrior chúng ta phải đổi kiểu khác. Rồi tôi sẽ đổi một cái món đồ tím cho anh em nhá. Món đồ tím đầu tiên này. Ok. Nhưng mà cái món này lại không ngon lắm. BKB. Cái ngọc refresh này nó không phù hợp với cái bộ gót, bởi vì cái cooldown nó giảm rất nhanh. Chúng ta cần một cái gì đấy nó kháng phép để chúng ta có thể tung trưởng được. Cái BKB là cái sự lựa chọn không tồi đâu. Tí nữa có khi là còn phải thêm cả một cái giáp trừ tà nữa cho là an toàn, để chắc chắn tung được là 2 lần trưởng. Không biết BKB này có giảm được cái phản của bọn Warrior không nhỉ? Tầm BKB không biết là có giảm được không. Ok. Không sợ cái nhà này trộm chó, tôi đã có bùa rồi. Hai mươi bảy lên 10 luôn. Đủ tiền lên 10 rồi. Lên 10 luôn anh em ạ. Ok. Ui, bây giờ mới ra con già vãi cứt ạ. Round 27 mới ra. Thề. Trong khi đối thủ già 2 con người nước Water Spirit lên 3 sao rồi, thì tôi bây giờ mới ra con già 1 ạ. Chán đời không người tả nổi luôn. Thôi cái thằng này thì xác định luôn đi. Chơi Clyde meta này yếu lắm anh em ơi. Bập không biết bao lần rồi mà trông chán đời này. Bây giờ Clyde gặp mết cũng thua. Clyde gặp mết thua thì thôi. Tốt nhất là cái bộ đấy chui vào hang chơi tiếp đi. Đừng có ra làm cái gì cả. Ê, được quá nhờ. Ui, ra phát 2 con. Bây giờ ra thêm trái trứng hay là ra con này lên 2 sao thì nó lại ok luôn. Được. Chuẩn bị mà chuyển về dân 6 đá thôi. Dash Spirit nữa. Thực ra là bây giờ đủ rồi đấy, nhưng mà tôi cũng không tin tưởng vào cái bộ này ăn được lắm, nên là từ từ đã. Cứ phải 6 mét đã cho chắc. 6 đá vào cũng chả có đam đâu. Phải có một con nào đấy nó đánh tay, nó đánh khỏe khỏe tí, có khả năng hồi máu nữa. Đổi một cái đồ tím nữa anh em nhé. Ok. Đổi đồ tím ngay đã, xem là lấy được cái gì. Ui, gặp Greater này. Sấp mặt đó. Giáp trừ tà có lấy không nhỉ? Chuyện này thực ra không có Shaman cũng không cần giáp trừ tà đâu. Còn cái bọn Greater này tôi nghĩ là tôi vẫn đấm được. Mà cái bọn Greater này chết sớm thôi mà. Gặp Warrior đấm cho sấp mặt. Thôi tôi nghĩ là random thôi. À, úi rồi, được. Úi rồi, nhân đôi cái được luôn. Úi giời, nhân đôi cái sự được luôn anh em ạ. Quá tuyệt vời. Ra luôn cái con Light Spirit 2 sao. Liệu rằng chúng ta có đấm được? Warrior có đấm được không? Ok, thế là đỡ mất một cái slot cho cái bộ gót. Cái món đồ này nó sẽ giúp chúng ta kích cái bộ gót lên 4 con mà không cần cái con gót apply. Rồi, vậy là bây giờ nếu mà chúng ta lên được level 11 ấy, nó sẽ là kẹp với cả Warlock đúng không? Kẹp 2 Warlock. Rồi. Ui mẹ ơi, nó Doom mà trúng cái con Thunder của tôi ạ, điêu thật. Ủa, thua anh em ạ. Nó kẹp được cá vào rồi. Cá đau thế nhở, đấm đau thế. Mết không ăn thua luôn. Sắp đi rồi này. Rồi lại tranh thủ kiếm sách ở round này. Cái round này tôi phải kiếm sách để tôi lên 11. Bây giờ chúng ta chỉ có thể kiếm được những cái round quái thôi. Round quái cố gắng kiếm quyển sách vào. 3 quyển mỗi cái đao quái. Còn những cái đao thường thì thắng thì chúng ta được một quyển. Cố gắng mà thắng thôi. Nhiều khi là thắng cũng thắng nhưng mà chỉ còn mỗi con Thunder nó sống, thế là cũng chả có sách. Con Thunder dồn đồ thì nếu mà có thắng thì con cũng chỉ có con Thunder sống mà thôi. Là tôi một xanh quá anh em ạ, lên được 12 rồi. Cùng chơi cái bộ mết mà nó lên được 12, tôi ít nhất là cũng phải lên được 11. Không là không chơi được đâu, khó lắm. Ok, là cái xích. Được. Chắc là nó phải còn đến ra 35. Ra 35 thì may ra mới lên được level 11. May ra. Với con rào ra muộn quá anh em ạ. Lên đến tận level 10 mới ra. Bài trận này đi mết nó bị sai ấy, nó không được độ. Đấy. Nào bây giờ ra là cái con Light Spirit 2 sao thì lại nó lại kiểu là Spirit độ 6 Spirit độ ấy. Rồi ra thêm con Dash nữa là ngon luôn. Ra thêm con Dash thì mới có hy vọng là đánh được cái bộ Warrior, bởi vì chúng ta có cái đốt máu theo cái phần trăm, đốt máu theo thời gian, cũng như là chúng ta có kẹp Warlock vào, nó cũng đỡ đi phần nào. Chứ còn để cái con Thunder này nó chơi có vẻ hơi khó chơi. Xoay quạt cái chết luôn, chưa kịp làm gì. Ủa, thằng này căng nhá, thằng này căng nhá. Mà tôi có BKB rồi, Này, lên được level 12 nhưng mà tôi vẫn ăn được anh em ạ. Căng thật. Căng thẳng đấy, Bây giờ khi là ăn được mỗi thằng đấy thôi à. Có BKB để chống thằng đấy thì xoay quạt được 2 lần là coi như là dọn hết bàn cờ rồi. Nhưng mà còn những cái thằng kia, những cái thằng còn lại ấy, đang là cái nỗi lo. Tức là bây giờ cứ gặp mết là chúng ta sẽ có được 2 quyển sách, à được 1 quyển sách, 2 coi như là áp được 2 cái điểm kinh nghiệm. Nhưng mà gặp những cái thằng như Warrior nó kẹp cá kia trông khó quá anh em ơi. Kẹp cái Tsunami tức là vào là bị ăn stun rồi. À thực ra là cũng không ăn stun đâu, bởi vì cái con Thunder của tôi ấy, nó có cái BKB, nó không bị ăn stun. Nhưng mà chắc là ngửa luôn ấy, xòe quạt và phát là chết luôn. Ui mẹ ơi, gần chết ạ. Nhưng mà đối thủ lên được con Sacred Lancer 2 sao. Chịu. Lọt 2 con. Chịu. Khó quá. À, cái gì đây? Vừa xem xong clip vua tính vào thử mà khỏe thật là sao? Cái ông này có chơi Warrior đâu. Vừa nãy ông chơi trộm chó mà. Không hiểu lắm. Tức là ý nói là vừa xem clip của tôi chơi Warrior hả? Rồi vào đây định thử Warrior mà khỏe thật, tức là khỏe thật chứ không chơi đúng không? Ok thì cứ hiểu là như thế. Chả hiểu. Nói hơi khó hiểu một tí thì thôi, mình cũng hiểu theo cái ý hiểu của tôi thôi, chứ còn tôi cũng chả rõ là đang định ý nói là cái gì. Ý nói là nó khỏe và không thích chơi đúng không? Tôi cứ tưởng là tôi mới là cái người không thích chơi, chứ còn tôi thấy có những người khác không thích chơi tôi cũng thấy lạ thật. Chơi leo rank mà chơi không phải vướng mắc gì làm content giống như tôi thì việc gì mà phải chơi cái đội hình khác làm gì cho nó mệt nhỉ? Cứ cái bộ meta mà phang thôi. Chơi cái đội hình khác làm gì cho nó mệt hả anh em? Cứ vào spam đấy. Anh em thấy cái ông Black không? Ông Black kia kìa, vãi đài luôn. Bây giờ lên được cái con Lancer 2 sao thì đứng im luôn, cũng chả bao giờ thua luôn. Đứng im cho cái bọn này đấm luôn ấy. Còn tôi thì ôi rồi mẹ ơi, vãi đài thật. 25 máu. Trời, tôi sắp đi rồi. Bây giờ ăn được mỗi nhà mết ạ. Thế sao vừa rồi nó đẩy tôi với 25 máu luôn mà. Thế thì có cái cơ hội nào lên được 11 không? Điều quá đấy mà thôi. Sợ quá. Chuyện này phải chuyển qua chuyển lại, cặp cá các thứ vào. Khó chịu thật. Không sao đây, khó quá đi mất tôi. Màu gặp một lần nữa thằng Greater vớ vẩn bay màu luôn. Đừng gặp Greater nhá. Ui may quá anh em ạ, gặp thằng bếp. Ui nhưng mà thằng đắt 2. Vậy đấy, đắt 2, giá 2. Trông bài nó to chưa kìa, mà nó lên 12 mà nó bài nó full 2 sao luôn. Lamdo 2 sao. Tôi từ nãy giờ vẫn phải chơi bằng cái con Thunder này anh em này. Hay thật. Giá chưa lên được 2 sao. Từ nãy giờ vẫn phải chơi bằng con Thunder luôn ấy. Rồi lại lao quái rồi. Cái con Light Spirit thì hiện tại nó vẫn chưa phát huy được cái sức mạnh của nó đâu anh em ạ. Muốn phát huy được sức mạnh của con Light Spirit ấy, chúng ta phải có một cái món đồ, đấy chính là cái trượng bão cơ. Phải có trượng bão thì mới phát huy được sức mạnh của nó. Không có trượng bão thì con này nó không phát huy được. Khó chơi lắm. Bao giờ có trượng bão thì mới gọi là tính tiền được. Sức mạnh đội hình nó mới x2, x3 được. Chứ còn bây giờ cái online split này nó chỉ làm cảnh thôi. Ok, lấy cái gương này. Mà gương này chắc là tôi rèn thôi anh em ạ. Ok, thôi, không lấy giáp xoay đâu. Sách à? Không, sách này thì tôi rèn luôn. Bây giờ ấy, tôi nói với anh em là cần cái gậy bão lắm. Phải có cái gậy bão. Chứ còn những cái món đồ này vứt hết. Bỏ cái gương đi. Gậy bão ơi, gậy bão. Chưa ra. Hai cái xích à? Xích thì cũng được. Cho cái con Phượng Hoàng nó tung trưởng sớm. Rồi, kẹp 6 đá vào. Qua cái round này đã anh em ạ. Round này gặp Warrior sấp mặt luôn. Cứ sống qua round này đã rồi tới. Ok. Ok. Rồi, sao? Ăn được rồi, ăn được rồi, ăn được rồi, ăn được rồi. 6 đá vào là ăn được. Ok. Vậy là 6 đá counter được anh em ạ. 6 đá counter được. Đập trứng luôn không nhỉ? Trứng này cho Battleman thì cũng hợp lý đấy. Mà kiếm con đát vào thì ngon. Có đát, đát 2 sao. Rôn đen thế, không ra được luôn. Thôi, đập trứng luôn. Rồi. Kẹp này vào để đánh với cái nhà Greater. Đừng có đẩy nhiều nhá bạn nhá. Đẩy một chút xíu thôi, 19 máu. Không có 19 máu đâu bạn ơi. Ui, vãi đài ạ. Ui rồi mày vẫn còn sống sót được, còn 2 máu. Ô đây quả 17 máu luôn. Hết hồn. Ơ kìa, Black đi rồi. Bị thằng 12 con đấm chết ạ. Bị thằng mết tối thượng đấm chết rồi. Có con đắt 2 thì nói chung là Warrior thì cũng phải coi như là ngã ngựa thôi. Nhưng mà anh em thấy là tôi chật vật với nó thế nào. Tôi không có đát, chật vật luôn. Phải có nhiều chuyển hẳn sang là 6 đá mới chơi được. Còn lại những cái đao trước thì đúng là sấp mặt với Warrior luôn. Rồi bây giờ còn 2 nhà căng này này. Căng thẳng quá anh em ơi. Ui mẹ ơi còn 2 máu ạ, phải đái. Đừng chết nhá, đừng chết nhá, đừng chết nhá. Đừng chết nhá. 2 cái xích cơ bạn ơi, 2 cái xích cơ. 2 cái xích cơ, xích chó luôn. 2 cái xích cơ. Không có BKB thì chết với tôi. Xích này thì cái bọn Greater nó không sợ. Ơ Greater đi rồi anh em ơi. Thế thì ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, vô địch rồi, vô địch rồi, vô địch rồi, vô địch rồi. Vô địch rồi, vô địch rồi, vô địch rồi. Chắc chắn là vô địch rồi. Vãi đái ạ, thề. Thoát chết trong gang tấc ạ. Đúng là cái trận đấu đến từ địa ngục. Căng thật sự. Ui, quả vừa rồi nó mới đẩy tôi thêm 2 máu nữa, tôi đi rồi, may thế còn 2 máu á. Và thế là tôi có đồ để counter thằng này. Mày chết đi, 2 cái xích. 2 cái xích kèm theo là cái BKB cho co. Bạn lên 3 sao đúng không? Ui giời ơi, vẫn ăn. Đẩy 9 máu. Cái round này nhá, tôi chắc chắn là có gậy bão anh em ạ. Bởi vì tôi đã vứt rất nhiều đồ tím rồi. Tôi đang đầm 2 lần rồi anh em ơi. Cái round này là tôi sẽ ra gậy bão và trò chơi kết thúc. Riêng mà có gậy bão nha anh em nhá. Vào phát là tung trưởng như 5 rồng luôn. Nó là chắc chắn. Bởi vì con dơ so của tôi nó có cái gương. Bây giờ có cái gậy bão nữa và cái xích nữa thì chắc chắn là tung trưởng luôn rồi. Mà một khi đã tung trưởng luôn ấy là đội hình địch bốc hơi anh em ạ. Co của địch bây giờ hiện tại là nó đang dồn đồ cho cái con Water Spirit ấy, 3 sao đấy. Bây giờ chỉ cần khống chế được co của địch thôi là trò chơi kết thúc. Chỉ cần cái xích có xích đúng vào người vị trí đấy thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là xích nó sẽ xích vào vị trí của con Dash Spirit 2 sao và con Light Spirit 2 sao của đối thủ. Đối thủ cái đội hình nó như tôi nhưng mà nó còn ra được 2 con Lamdo 2 sao luôn. Đấy, nó kẹp Warlock vào rồi kìa, Đội hình giống hết anh em ạ. Đội hình đối thủ giống hết luôn. Căng thẳng chưa? Ok bạn ơi, nó chỉ khác nhau về đồ thôi. Rồi, có gậy bão rồi. Xem nào. Ui giời anh em ơi. Mẹ bốc hơi luôn ạ. Bốc hơi toàn bộ đội hình luôn. Chưa kịp nhìn luôn, bốc hơi luôn. Còn cái con Water Spirit của đối thủ ấy nó còn không lướt được luôn mà anh em ơi, dã man. Trời ơi, quá tối thượng anh em ạ. Công nhận đúng là nó kiểu nó là trấn phái rồi ấy, nó ra món đồ trấn phác, cái đội hình nó x2 sức mạnh luôn. Rồi anh em thấy thế nào, trận này đúng là đã counter chưa? Mặc dù là gặp nó thì vẫn chật vật luôn anh em ạ, đúng là ác mộng luôn. Cái meta Warrior này mong là coi như là Dodo nó sẽ fix sớm. 1 tuần thôi là nên là có cái update mới để cho nó cân bằng hơn. Chứ còn Warrior giờ mạnh quá anh em ạ. Tôi chơi rất là hay. Nhưng mà trận này chật vật quá anh em ạ. May là mình chơi hay ấy, nên mà mới cứ tô 1 đấy. Chứ còn chỉ cần gặp thêm mấy lần nữa thôi, 1 round gặp Warrior nữa thôi thì đấy là chỉ còn 2 máu thì là đi rồi. Rồi anh em thấy hay để tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu mà anh em muốn tìm hiểu về cái meta mới này thì anh em hãy xem 2 video ở cái màn hình kết thúc anh em nhé. Đó là những cái video mà phản ánh rõ nét nhất cái meta. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.